Kính thưa quý vị, lễ hội điện ảnh Ai Cập vinh danh nữ diễn viên Claudia Cardinale, tin từ Cairo Ai Cập. Nữ tài tử Ý Claudia Cardinale đã được vinh danh tại buổi lễ khai mạc lễ hội điện ảnh quốc tế Cairo gọi tắt là CIFF. Cardinale là người đã tham gia trong một số phim Âu Châu được nhiều khen ngợi nhất trong thập niên 60 và 70, đã được trao tặng giải thưởng vinh dự dưới tên của nữ tài tử quá cố Ai Cập Fatin Hamama, Giải tưởng pha Hamama thành tựu trọn đời được trao tặng mỗi năm cho một thành viên hàng đầu của thế giới điện ảnh. Lễ hội cũng tưởng nhớ đến cố tài tử Ai Cập Omar Sharif, người qua đời vào đầu năm nay. Hamama đã kết hôn với Sharif trong 20 năm và cả hai đã được tôn kính như là những biểu tượng điện ảnh. Lễ hội sẽ được kéo dài cho tới ngày 20 tháng 11, trình bày hai bộ phim của Cardinal bao gồm Goha, nơi mà bà đóng chung với Omar Sharif. Nữ tài tử 77 tuổi này, người đã tham gia trong hơn 153 bộ phim trong sự nghiệp trải rộng 40 năm, đã bày tỏ tình yêu của bà dành cho điện ảnh. Bà nói, điện ảnh thật là tuyệt vời, vì bình thường một người chỉ sống có một đời người, nhưng bà đã sống đến 153 cuộc đời khác nhau. Cardinal nói là bà trân trọng tình cảm với Sharif và thường xuyên viếng thăm Ai Cập với gia đình của bà. Với hai bộ phim mới, theo dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2016. Cardinal cho biết là điện ảnh sẽ tiếp tục chiếm một phần lớn trong cuộc đời của bà.